Dạ xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hiện tại thì mình thấy có một em trai đang gửi tặng cho một tấm hình cho cậu Năm Vũ Linh, mà không biết em ấy đến từ đâu nữa. Wow, anh trai đến từ đâu vậy anh Khang? Anh trai đến từ đâu em? Em ở dưới Bình Dương này. Bình Dương hả? Bình Dương ha. Hôm nay em đi với ai em? Đi mình hả? Có mình. Wow, sao mà thương cậu Năm gửi tặng cho cậu Năm tấm hình đẹp quá. Cái này tấm hình là của khán giả ở Mỹ. Gì hả? Nhờ em làm hình. Wow. Nhờ em làm hình rồi mang vào viếng cậu Năm. Ở trên một tấm hình bên dưới và phục trên. À, quá đẹp. Cái này là khán giả ở Mỹ hả em? Là người khác. Cái này là FC bọn em làm đây. À là bên cái chị tạo kiểu hình này ở Mỹ. Cái fan. Hình này ra em. Cái fan của em à? Ấy là FC rồi là cái nhóm à, cái nhóm của cậu đó, phải không? Đúng rồi. Cái nhóm của cậu là đông không? Đông mấy thường. Wow. Chữ gì? Mỹ Hòa Như Ý. Như Ý, Chí Kiên. Chí Kiên, Hoài Tú. Hoài Tú, Kính Viếng Liệt Sĩ, Nhân Dân Vũ Linh. À, cái này cũng là bốn người ha. Đây cậu trên nữa kìa. Cái nhóm FC. Ta hát 10 năm gì đó. Mờ mờ ở đây nè. À, chữ thêm là tình nhỏ. Tình ta 20 năm. 10 năm để chờ. Thì gì á dây cùng phần chôm chôm nè thấm duyên hoài ở bài hát luôn rồi. À, giống cái lời bài hát có vậy. Tình ta 20 năm từ đây tình ta 20 năm phút. Nè bài hát chẳng rời nhau dây tình đẹp một chôm chôm cùng chôm chôm thấm tươi hoài. Wow. Vậy là cái FC của em đã. FC của cậu. FC của cậu. Dạ. Làm ra tấm hình đó. Mọi người cùng nhau quyên góp tiền lại để làm hay sao? Dạ đúng rồi. Đông không em? Cái nhóm của em. Không có 4 người đó. 4 người thôi. Mà cái này là bốn người là tên đó luôn phải không em? 4 người quyên góp. À 4 người bốn tên đó luôn hả? Dạ 4 tên luôn. Này là ở Việt Nam hết hay là có em nói nghe cái đó luôn. Chị ở Canada. Chị nào ở Canada em? Chị Mỹ Hòa. Chị Mỹ Hòa ở Canada, còn lại 3 người ở Việt Nam đây. Ba tụi em Việt Nam. À. Quá quý luôn. Thôi đừng quay em. Rồi. em ở Bình Dương đây thôi hả? Wow. Rồi cảm ơn em ha, cảm ơn chị Mỹ Hòa. Em đi vào trong này nè để thắp hương cho cậu luôn đi. Quá đẹp luôn cả nhà. Buổi sáng thì em đó. Em tên gì trong đây em? Em tên Chí Kiên. Chí Kiên. Đó, em Chí Kiên đây cả nhà. Kiên. Đó. Em ấy ngại quay mặt nên em quay lưng. Quay sau lưng. Làm em quý quá. Quý quá. Đó, à, chữ đó. Dưới này cũng là bài hát của này đó nha. Đây là chị Mỹ Hòa. Dạ em cảm ơn chị Mỹ Hòa ở Canada. Cảm ơn Như Ý, cảm ơn Chí Kiên, cảm ơn Hoài Tú đã kính viếng đến mộ cậu Năm Vũ Linh một tấm hình vừa vừa gọn gọn và bé bé xinh xinh rất là đẹp luôn. À. Nói chung là nó cũng không to không nhỏ, nó vừa vừa rất là đẹp. Vì mà có cái ba hình mà có cái khung đó, ba hình này giống nhau á. Ba hình này giống nhau luôn nè. Mà cái khung này với lại cái để khung cũng đẹp, nó bằng khung gỗ. Bằng gỗ đẹp ha. Bằng gỗ đẹp. Ừ. Mà sao ba tấm hình này sao mà vô tình nó lại trùng hợp nhau, nó bằng size với nhau. Bằng size luôn. Đo anh đem lại anh đo thử coi đúng bằng không? Bằng size luôn. Bằng size luôn. Tại vì size nó có gỡ màu à. Người ta gỡ hình là người ta làm size. Đúng không? Giống hệt luôn, một size luôn. Thì nó có kích thước đó nè. Thì theo mình rửa thôi, mình rửa bao nhiêu đó nó có. Mà cái khung này đẹp quá ha. À, khung bằng gỗ nó đẹp nè. Khung đẹp quá. Nó chắc chắn ha. Hơn cái bằng nhôm kia ha. Ừ. Thì một lần nữa cảm ơn ha, cảm ơn chị Mỹ Hòa. Chị ở Canada nha. À, Canada. Dạ, em Như Ý chắc chị luôn quá. Em Chí Kiên là em đang đứng đó ha. Ừ. Em Chí Kiên là em áo đen hồi nãy em quay ngang đó cả nhà. Em Chí Kiên thì cũng ngại lên hình. Nó đã gửi cho tàu quá, tấm hình đẹp quá. Tấm hình này thì nó giống tấm hình em đang giữ luôn nè. Em có một tấm hình này. Cái này mình cái này gửi kiểu mà kiểu trắng đen hay sao ha? Kiểu bóng, kiểu kiểu phong anh. Phía sau cũng có hình. Giống như một cái tấm hình nền ở bên trong rồi một tấm hình ở bên ngoài nữa. Đúng rồi. Bởi vì nó có cái lằn này trắng trắng nè. Giống như cổ xưa á. Ừ, đúng rồi. Sọc sọc kiểu mà xưa ngày xưa á.
quá đẹp luôn. Trên mộ cậu thì sáng nay thì hình ảnh nè, bông hoa rồi có đầy đủ ha. Và đã dọn ra rồi tôm tắt gọn gàng hết nè. Khán giả nè. Tháng 6 đầu tháng luôn. Đầu tháng. Đầu tháng thì hình đã đến. Đầu tháng mà có một bức ảnh mới nữa. Thì cuối tháng này là 3 tấm hình luôn, chắc chắn luôn, 30 ngày 3 bức hình, 30 bức hình. Chỗ đâu không biết để đây nè. Đang lo lắng không biết chỗ. Lắng không biết chỗ để. Chỗ luôn. Nào để đây. Rồi mai mốt mà lấy cái gạp này ra không biết chỗ để là để ở đâu ta. Người ta thường nói là đầu xuôi đuôi sẽ lọt. Đó, đầu tháng mà ngày hôm nay có tấm hình rồi anh. Thì anh nghĩ rồi cuối tháng còn bao nhiêu tấm nữa. Cái cuối tháng rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Quá quý luôn, tấm lòng của khán giả ha. Rồi mai mốt đây không biết sao luôn, không biết chỗ để luôn. Em quay sát sát lại cho cả nhà xem nè. Đây là cái fan của cậu Năm. Trong cái fan này là tổng cộng là có 4 người. Cảm ơn chị Mỹ Hòa một lần nữa, cảm ơn Như Ý, cảm ơn Chí Kiên và cảm ơn Hoài Tú. Chúc cho 4 fan hâm mộ của cậu Năm luôn luôn gặp nhiều may mắn, thành công và vạn sự như ý, gia đạo gia đình bình an. Đó. Ở bên kia anh thấy cái tấm hình Phật A Di Đà đó chưa? Quan mẹ Quan Âm chưa? Đó, mới luôn hả? Tấm hình đó là hồi sáng là cũng được mới vừa đem vào á, nghe nói là của anh nào đó đem vào, nhưng mà theo như em biết nha là cái tấm hình mẹ Quan Âm này là của chùa Thiền Lâm. Chắc chắn luôn, em có thể đoán được, nhưng mà không biết đúng không, tại vì hôm trước là tấm hình của cô Thanh Trung Huệ cũng giống vậy nè, ở bên mộ cô Thanh Trung Huệ á. Mới luôn, mới sáng, mới sáng đem vô luôn á. Bên mộ cô Thanh Trung Huệ cũng có một tấm giống hệt gì nè, mà nhỏ nhỏ hơn xíu. Nó nhỏ hơn xíu. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát nha cả nhà. Tâm niệm từ bi thời giác ngộ, tâm niệm hỷ xả thời giải thoát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Thầy ha. Quan Thế Âm. Nãy giờ anh quay cái cây này chưa anh? Đó, cây này quá. Cây này. Cái này hình như quên tên luôn. Cái mai này là cây mai. Mai gì? Mai này gọi là mai tiểu thư. Mai tiểu thư luôn hả? Mai tiểu thư. Mà có cái tên khác là mai trắng thủy, mai chiếu thủy gì đó. Đó. Có một cô đã nhắn tin trên kênh của em anh, nói là cây mai này nó rất là dễ bị sâu ăn. Mà em đi kiếm sâu để em bắt mà không thấy. Em tìm hoài không thấy sâu đâu. Cái này hình biết ra trong bên trong kia người ta chăm sóc quá kỹ nên bây giờ mới đem ra đây chưa có đâu. Hôm bữa cậu nói là cậu nhìn cái video của em á, cậu nhìn thấy có con sâu. Ghê chưa? Ghê không? Nhìn hay dữ vậy. Chị đó nhìn cái video em, chị nói là chị nhìn giống như là giống có con sâu nó ăn, giống như là những có nhánh chết như thế này nè. Nó chị mới nói em Tài ơi, em vô em coi cái cây này nó có bị sâu hay không để mình tìm cách mình xử lý. Nhưng mà sau 2 ngày nay rồi em tìm á là vẫn sao không thấy con sâu nào hết. Hay là ban ngày nó đi ngủ, ban đêm nó mới ra. Em cũng không biết nữa. Nhưng mà theo em biết bữa hổm em thấy có con sâu ở bên cũng cái cây này nè, bên mộ khác. Con sâu bự lắm anh, bự bằng ngón tay cái luôn. Sâu đó gọi là sâu mai đúng không? Sâu xanh, sâu mai gì đó mà bự bằng ngón tay. Tại vì thường người ta gọi là sâu nó đậu cây nào thì gọi tên nó cái con sâu đó. Sâu mai đậu trên cây mai là sâu mai. Đậu trên cây ổi là sâu ổi. Đúng rồi. Còn nó bám vô người thì sâu gì? Là sâu người. Sâu người. Thật sự mà nói mà đi tìm mấy con sâu này không có, không thấy cô chú anh chị ơi. Vậy thôi thì có lẽ là em xin phép xin chào tạm biệt, hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo ha. Xin chào máy bay cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi, yêu thương em. Hãy like, đăng ký kênh và ủng hộ em nha. Cả nhà xin chào tạm biệt, bye bye.